Các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây là mic gọi trên Vivo Y31. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần mic nghe gọi trên Vivo Y31, cần một địa chỉ thay mới, sửa khắc phục lỗi sự cố liên quan mic nghe gọi trên điện thoại Vivo Y31. Vì các bạn vui lòng liên hệ 024 66750099. Di động có cấp trở ven, có mọi loại linh kiện trên Vivo Y31 nói chung và mic nghe gọi trên Vivo Y31 nói riêng thay mới vì các bạn. Các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới vị các bạn nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.